con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Về nghe mùi tóc của đêm.
Chỉ có một ngày, ngày hạnh phúc nhất, ngày tuyệt vời nhất cho tình yêu lứa đôi chính là ngày hôm nay. Và hiện diện trên sân khấu chúng tôi là đôi bạn trẻ Tiến Thành, Kim Thu, những người hạnh phúc nhất trong tình yêu lứa đôi. Kính thưa quý vị, để có được tình yêu tuyệt vời như ngày hôm nay, thì ngoài việc đôi bạn trẻ của chúng ta đã đến biết nhau bằng chọn cả trái tim tình yêu, thì những lời chỉ bảo chăm sóc từ phía hai gia đình là điều không thể thiếu. Và giờ phút này cho phép ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được kính mời quý song thân phụ mẫu cũng như hai vị đại diện của hai gia đình cùng hân hoan trở về với sân khấu tình yêu để có đôi lời trân trọng chào đón toàn thể quý vị. Xin hân hoan chào đón và trân trọng kính mời. Những người hạnh phúc nhất trong tình yêu đôi lứa. Giờ phút này chúng tôi xin thay mời gia đình xin chào kính mời các bạn trẻ cùng quý hai gia đình cùng cúi đầu kính chào tất cả quý vị. Xin mời. Và chúng tôi cũng xin trân trọng tuyên bố buổi lễ tân hôn các bạn trẻ Tiến Hành, Kim Thu xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, trong niềm vui hân hoan chúng ta hiện diện tại nơi đây để cùng chúc mừng cho tình yêu lứa đôi. Và ngày hôm nay gia đình chúng tôi cũng rất hân hoan được chào đón toàn thể quý vị đã về chung chia niềm vui niềm hạnh phúc chúc mừng cho tình yêu lứa đôi. Giờ phút này xin chào kính mời quý vị cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vui đại diện cho họ nhà trai cũng là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay. Xin chào kính mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào quý vị quan khách, kính chào hai họ. Tôi xin đại diện cho họ nhà trai sự hiện diện của quý khách hai họ. Xin thưa quý vị, qua thời gian hai cháu tìm hiểu hôm nay được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay gia đình họ nhà trai tổ chức buổi tiệc được sự tham dự của quý khách cùng họ nhà gái. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đến cùng gia đình họ nhà gái tham dự buổi tân hôn của hai cháu. Cuối cùng xin kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ phía vị đại diện cho họ nhà trai cũng là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay. Và quý vị đã được chứng kiến phép hỏi họ nhà gái cùng cô dâu của chúng ta rất xinh đẹp trong bộ áo cưới. Sau phút này thì xin chào kính mời quý vị cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm cũng như là những lời đáp từ phía vị đại diện cho họ nhà gái. Xin chào kính mời.
kính thưa ông đại diện viện khoa học án, kính thưa ông bà cha bác toàn thể họ hàng trai, kính thưa tất cả các quý khách trong hội trường, hôm nay cháu xin đại diện cho gia đình nhà gái mà là bác của cháu, để qua cái thời gian tìm hiểu của hai cháu thì đến nay đã chính thức giữa hai gia đình chúng tôi và chính quyền đã nhất trí để tổ chức một cái lễ cho hai cháu. Để thay mặt gia đình, ngày hôm nay gia đình chúng tôi đã chính thức là ra cháu thu về để làm dâu trong gia tộc và làm dâu trong họ hàng nhà mình. Có gì sau này cháu nó có thiếu cái gì xin dạy là ta chỉ bảo thêm cháu. Tuy cháu người nó còn lớn, thì suy nghĩ là cháu còn rất ít. Vì vậy mong gia đình là chúng ta có gia tộc là chúng ta là sau này có gì chỉ bảo cho thêm gia đình. Cuối cùng tôi xin chúc tất cả là trong hội trường chúng ta có một bữa ăn thật vui vẻ, và xin chúc tất cả hội trường chúng ta có một sức khỏe dồi dào, thành đạt và nguyện vọng theo ý muốn. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời phát biểu từ phía hai gia đình, và trên những lời phát biểu ấy sẽ là những hành trang rất lớn cho tình yêu của Tiến Thành và Kim Thu. Giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng tiến đến thắp bánh vuông tròn để cùng chung tay các chiếc bánh tình yêu, chiếc bánh của lòng thủy chung. Xin mời đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị, chiếc bánh vuông tròn thể hiện cho tình yêu lứa đôi. Và giờ phút này quý vị đã được chứng kiến đôi bạn trẻ chung tay các chiếc bánh tình yêu thật tuyệt vời. Xin chúc mừng đôi bạn trẻ, và xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng tiến đến tháp ly để cùng chung tay góp ly điều đồng, ly điều của lòng thủy chung. Kính thưa quý vị, xưa kia giọt mồ hôi của người cha đã hòa quyện với dòng sữa mẹ nuôi lớn chúng con, thì hồi ngày hôm nay những giọt mồ hôi và những dòng sữa mẹ ấy đã hòa quyện với nhau cho chúng con dòng điệu nồng, dòng điệu của tình yêu. Những dòng điệu đã được hòa quyện vào nhau tượng trưng cho tình yêu lứa đôi, như những dòng máu đỏ con tim hòa quyện vào nhau trở về nước sông biển lớn. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là nỗi nhỏ để em bước vào đời. Xin chúc mừng đôi bạn trẻ, và giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ cùng dâng hiệu lên cha mẹ anh chị và những vị đại diện thay cho lời đền đáp nghĩa đáng ơn sâu, lời cảm ơn sâu sắc cũng như thay lời cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã về chung chiến niềm vui niềm hạnh phúc. Và giờ phút này quý vị đã được chứng kiến đôi bạn trẻ Tiến Thành Kim Thu nâng những ly điều tình yêu dâng lên cha mẹ để thay lời đền đáp nghĩa đáng ơn sâu. Đúng là cha về chẳng cho về, em kéo vạt áo em đề bài thơ ba chữ chung tình, chỉ chung chỉ hiếu chỉ tình là ba, chỉ chung thì để phần cha, chỉ hiếu phần mẹ, còn ta chữ tình. Tiến Thành và Kim Thu
tôi đã gắn kết hai gia đình chúng tôi trong mối tình thông gia. Và sau phút này xin phép để quý vị cho hai gia đình chúng tôi được cùng lên thiền để thông gia với nhau. Xin mời hai gia đình hãy cùng lên thiền để thông gia với nhau. Vâng, xin chúc mừng quý hai gia đình. Kính thưa quý hai gia đình, ngày hôm nay hai gia đình chọn nhà hàng Vũ Thảo chúng tôi làm nơi gửi gắm tình yêu cho đôi bạn trẻ tiến hành kiếm thu. Nhà hàng chúng tôi có món quà dân tặng cho đôi bạn trẻ làm nước hành trang của đời. Và xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng nhận hàng nhận quà từ phía hàng chúng tôi. Vâng, một lần nữa nhà hàng Vũ Thảo chúng tôi xin chúc mừng hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì anh chị em trong hội Nguyện Tâm của huyện Đắk Minh chúng ta cũng có món quà dân tặng cho đôi bạn trẻ. Xin mời vị đại diện cho hội Nguyện Tâm sẽ lên tặng quà. Kính thưa quý vị, hội Nguyện Tâm là một trong những hội từ thiện đầu tiên của huyện Đắk Minh chúng ta, và chúc lễ tiến thành của chúng ta cũng là một trong những thành viên của hội Nguyện Tâm. Giờ phút này hội Nguyện Tâm sẽ là những người đại diện chúc mừng và tặng quà cho đôi bạn trẻ. Xin mời hội Nguyện Tâm. Vâng, xin cảm ơn.
sông xa đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Câu hát